Đàn ông Việt thường quên nịnh vợ. Nghe cái câu này thì mình thấy là có ý như là đang trách móc những người đàn ông không có biết nịnh vợ mình. Nhưng mà tại sao phải nịnh vợ? Đây là cái điều Việt Thảo thắc mắc, mình đọc tới nha. Đàn ông Việt thường quên nịnh vợ, tại sao đưa chủ đề này ra? Nếu vợ đẹp thì khen đẹp. Nếu quần áo đẹp thì khen quần áo. Nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh, miễn sao phải chân thật. Có nghĩa là xấu thì khen đẹp, đẹp thì khen tuyệt đẹp, hoặc ngu thì khen thông minh, vô duyên thì khen có duyên, vân vân. Đây, quý vị nghĩ xem, đàn bà thích được nghe sự dối trá. Xin quý bà lên tiếng cho sáng tỏ việc này. Cái này tôi không có ý kiến. Tôi chỉ đọc lại một cái bài sưu tầm thôi nhé. Ai cũng biết đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Đàn ông Việt thường quên nịnh vợ, quên ở trong ngoặc kép. Có nhiều anh biết phụ nữ thích khen, cho nên đến cơ quan hay gặp chị em ở đâu, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng về đến nhà anh ta lại để bảo bối ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phỏng mũi, đâm ra tinh tướng. Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên, cái gì thế đấy, cái gì thế này, không thể nào nhai được. Bà vợ vui vẻ hẳn lên, thế ra ông cũng biết là không ăn được à. Vì mọi khi tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà. Ai cũng biết đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn vài năm, câu nói đó đã bị họ quên mất. Có chị may được bộ váy mới, mặc thử vào, cứ đứng ngắm mãi trước gương. Hết quay đằng trước lại quay đằng sau, mà chồng ngồi đọc báo ngay cạnh chẳng nói câu nào. Cực chẳng đã, chị phải cất lời hỏi. Anh thấy em mặc bộ này có được không? Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo. Cũng được. Đó là chưa kể còn có những anh, vợ mặc kiểu gì cũng chê không thương tiếc. Bộ này không được, trông buồn cười lắm. Khiến vợ yểu xìu như bánh đa cặp nước. Có chị cảm thấy bất lực, dường như không thể làm đẹp để chồng hài lòng được. Và những ông chồng như thế, dẫu có tận tụy với vợ con đến mức nào, cũng khó được vợ yêu, gia đình kém hạnh phúc. Người phương Tây có một nét văn hóa truyền thống là khen phụ nữ, mà nhiều người gọi đùa là nịnh đầm. Nó gần như một thứ nghĩa vụ bất thành văn của phái mạnh. Không biết điều đó không phải là người lịch sự, văn minh. Chúng ta du nhập và ảnh hưởng khá đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng văn hóa nịnh đầm rất đẹp này lại không vào được bao nhiêu. Ở Việt Nam, rất ít khi nghe chồng khen vợ. Ngay cả những người đàn ông, có thể nói là lịch lãm, hình như cũng nghĩ rằng, nói chung, phái đẹp cần được đàn ông tán thưởng, trừ vợ anh ta. Liệu họ có biết người vợ nào cũng sung sướng khi được chồng khen? Chắc anh nào cũng biết. Bằng chứng là khi chinh phục nàng, chẳng anh nào lại không sử dụng thứ vũ khí này. Nào là, em có mái tóc rất đẹp, em có giọng nói rất hay, có anh còn dẻo mỏ, em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp, đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm. Thế nhưng từ khi đã thành của nhà, họ không làm thế nữa. Họ xếp thứ vũ khí sắc bén đó vào kho, để cho nó quen rỉ mà không biết người vợ vẫn rất cần những lời có cánh ấy. Có người còn đi tìm nó, không phải tự chọc. Có nhiều đàn ông biết phụ nữ thích khen, cho nên đến cơ quan hay gặp phụ nữ ở đâu, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh ta lại để bảo bối ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phòng mũi đâm ra tinh tướng. Cũng có thể họ nghĩ đàn bà nào chẳng thích khen, nhưng thích lời khen ngoại, chứ thích gì của nội. Nếu nghĩ thế bạn đã lầm. Con khen cũng thích, chồng khen lại càng thích. Lời khen chẳng bao giờ thừa cả. Bạn thử hỏi các ca sĩ xem, có ai thấy chán ngán cảnh khán giả vỗ tay nhiều quá không? Có ai khó chịu khi những fan hâm mộ vây quanh xin chữ ký không? Những người sống gần mình, quen biết với mình mà vẫn khen mình thì càng có giá trị. Người ta kể rằng có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ, nên cuối cùng phải vào tù.
Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi xem hắn có bí quyết gì. Ông ta rất bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất có duyên. Ông hỏi làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy. Hắn trả lời cục lủng, có gì đâu, cứ khen nhiều vào. Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ Dale Carnegie thường đi giảng ở các lớp học làm vợ làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện một tuần lễ khen vợ, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử làm bài tập, xem sao, và kết quả thật bất ngờ. Một anh vừa ngủ dậy nhớ đến bài tập nói luôn, nằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen, hồi này trong thần sắc của em rất tốt. Vợ càng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay. Chà, em làm món gì trông ngon thế. Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái. Ăn xong anh ta lại khen, anh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm. Trước khi đi làm ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên, em mặc bộ này trông quá được. Không ngờ chỉ trong vòng một tiếng mới khen có mấy câu mà chưa bao giờ anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế. Ra đến cửa anh còn quay lại, anh đi nhá, em rất tuyệt. Hết tuần có học viên báo cáo với thầy là chỉ sau một tuần lễ khen, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại. Một khi đã kết hôn, ai chẳng muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn được vợ yêu, và để đạt được mục đích ấy, nhiều người đã phải đổ biết bao công sức. Họ lao động cật lực hàng chục giờ mỗi ngày, mua tặng vợ những tặng phẩm đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối tuần, v.v. Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát thì họ lại quên, đó là lời khen. Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh, miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai thì sẽ tác dụng ngược đấy. Đó là do kẻ đi tìm sưu tầm và Đào Trần 47 đã gửi cho Việt Thảo đọc cho các bạn nghe ngày hôm nay. Xin cảm ơn.